Cứ bằng hướng thì chịu rồi. Cái bản tháng này á, tên mới thì là có cái bản tháng này là chưa thấy được. Trả lại cái bản cái này, trả 12 cả, trả cái bản tháng này. Chú sửu này. Thầy cho thầy chú ấy. Tí nữa kiểm tra đấy. Thiên can này.
trên can là 10 này, à là 10 này thì đọc giáp ất này. Đấy, đọc từ giáp ất này. Giáp ất này. Cái địa chi là 12 này. Địa chi này, 12 này. Đấy thì đọc từ tí xỉu này. Thiên can địa chi này thì đây giáp ất tí xỉu lần mã là địa chi này. Thế bát quái thì đây ta cả tám đại càn khảm vân chân thốt kinh hôm nay. Anh gạch đầu dòng đi. Mấy cái mới này, chưa biết này. Đây là dòng thiên can này. Là cả thiên can này. Đọc. Giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý. Đọc đi. Ghi vào chứ không được trả ghi gì đâu đúng. Đọc thế nào? Buổi sáng là buổi sáng rồi. Đấy là tuổi rồi. Tuổi đây giờ đang ghi thiên can đi. Cứ ghi vào xem nào, càn khảm cấn chân tôn ly khôn loài. Cứ ghi vào. À giáp ất bính đinh, giáp ất bính đinh. Thiên can đấy. Nhớ ở đây. Cái này tí nó còn đếm ngược đi ngược lại chứ không phải cái chuyện là gọi là đếm thêm không. Giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý. Thế là địa chi thì tí xỉu. Sau này nó có cái chỗ đếm ngược là bây giờ âm đầu dương đầu, nó có cái chỗ đếm ngược dương đầu âm đầu, thì bây giờ còn chỗ đếm xuôi đếm ngược tí xỉu dần mão thì quen mồm được. Nhưng bây giờ người ta là rồi tí hợi tuất dậu thân mùi ngọ, người ta lại đếm gọi là âm đầu dương đầu cơ. Tham lai cự môn lục tồn văn khúc liêm trinh vũ khúc phá quân cơ, thì người ta còn đếm ngược lên ngược lại. Địa chi này thì tí xỉu nó ghi đi, ghi ra để tí một đếm nó nhanh. Tí xỉu này, địa chi tí xỉu này. Rồi thế có hai cái là như thế này. Bây giờ lại đọc này, bát quái này, càn khảm cấn chấn này. Bát quái này, càn khảm cấn chấn này, cấn chấn này. Tốn ly khôn đoài, tốn ly khôn đoài, khôn đoài. Đấy, kể cho bạn cái này xong chưa? Thế thì càn thì thuộc càn này thì là thuộc kim, khảm thuộc thủy. Càn thuộc kim, khảm thuộc thủy này, khảm thuộc thủy này. Đấy, cấn thì thuộc thổ này, chấn thuộc mộc này. Đấy, tốn thuộc mộc này, ly thuộc hỏa này, khôn thuộc thổ này, vài thuộc kim này. Đấy, thế bây giờ nhé, lại trở lại cái vấn đề tính như sau, như nọ, tính như sáng ngày này. Bây giờ là sáng ngày là ta tính nhé. Thế bây giờ tính này, bây giờ này, cái từ cái tuổi này. Này, cái tuổi này, ví dụ năm nay người ta bảo thì tôi 67 tuổi này, thì tuổi thì đếm từ năm nào, năm hiện tại này. Mở cho tính tuổi tháng ra là sau 7 tuổi đâu. Ví dụ năm 67 tuổi là tính từ cái tuổi năm hiện là năm gì rồi. Sau 7 tuổi thì tính năm hiện tại đâu, tính cho nào. Lấy giấy nháp ra, cái anh này chưa ấy được thì tính sau. Sau 7 tuổi tuổi gì? Tính sao? Đến đây
Thế còn nếu đếm bát quái là cũng đến cái bỏ ngón này đi, nhưng mà đếm giáp ất đếm giữa đi khất này, giáp ất bính đinh ngộ kỷ canh tân nhâm quý à cả càn tháng con chân tôi đi khôn vài và trung người nữa. Thế thì bây giờ là nếu sau 7 tuổi này giáp ất bính đinh ngộ này chẳng hạn, thì mậu đây cứ đến mậu đây này thì phải nhớ, nếu mà chưa nhớ thì viết vào lòng ngón tay ấy. Thì nếu mà giả dụ 6-7 tuổi thì này 1-2-3 đếm từ cái chỗ này giáp ất bính đinh năm nay năm mậu tuất, thì đếm ngược lại ngược đồng kim đồng hồ 1-2 đếm cái đuôi lẻ này 1-2-3-4-5-6-7 chẳng hạn thì nó là nhâm thìn. Thế còn là na 4 chẳng hạn thì 1-2-3-4 giáp ất thì nó là ất đấy, ví dụ 49-50 thì 51-52-54 ất tỵ này, thế 26 này 25-26 này thì biết là tuổi dậu rồi, thì 1-2-3-4-5-6 biết là quý dậu đấy. Thế thì tính ra để cái hàng can, nếu mà không muốn nhớ cái này thì phải có cái cách tính đấy, nghe chưa đấy, thì nhớ cái cách tính đấy thì biết này, từ hàng can đếm số 1 ngược kim đồng hồ, từ hàng can đếm số 1 ngược kim đồng hồ. Từ hàng can đếm số 1 ngược kim đồng hồ. Theo số tuổi lẻ đến số hiện tại là tuổi đấy, ví dụ như 67 này thì là đếm từ đâu, thì năm mậu đếm từ đâu đấy, nghe chưa. Thế bây giờ nhá, bây giờ xong rồi này, còn mấy cái anh này ghi này, bây giờ là cũng cái chỗ này nhá, thì gồm nó gồm như thế này này, học cái cách tính này để vừa biết được là sau này tính cái chu phê phát tấu mà vừa để tính ra con này giáp gì, thì nó gồm có giáp tí này đấy, cứ ở mở lại cái số 12 này gồm giáp tí này, giáp tuất này, giáp thân này, giáp ngọ này, giáp thìn này, giáp dần này. Đấy. Đấy, gồm giáp này, tìm mệnh này, đấy, gồm giáp đấy, tìm mệnh đấy, gồm giáp này, giáp tí này, tuổi tí là không tí đâu. Mở cái bảng ra nhánh nhá, cái bảng sang đâu? Để cái giáp vào, từ lấy cái bút đỏ hoặc cái bút gì để cái giáp vào tí này. Giáp tí này đây nó chỉ có gồm không bao giờ có giáp hợi, mà giáp tí xong bắt đầu nó cách một cái giáp tuất, cứ cách một cung rồi giáp tí giáp tuất rồi giáp này, xong đến giáp thân nữa, biết rõ ràng rồi. Giáp ngọ, giáp thìn, đấy. Thế bây giờ muốn tìm cái mạng này thì này, đếm giáp từ tuổi hiện tại, đếm giáp từ tuổi hiện tại, tìm mạng này, viết chữ xuống dưới tìm mạng này, đếm giáp từ tuổi hiện tại, đếm hàng can đấy cũng được, đếm hàng can giáp bắt đầu từ chữ giáp, đếm hàng can bắt đầu từ chữ giáp, đếm hàng can bắt đầu từ chữ giáp, từ tuổi hiện tại nghịch kim đồng hồ đến hàng can của tuổi dừng lại là tuổi. Ví dụ như là xong bắt đầu nhớ cái câu này, nhớ này mấy câu này chép này, tí ngọ ngân đăng, tí ngọ là giáp tí, giáp ngọ ngân đăng giá với câu
xuống dòng gạch bờ dòng tí ngọ ngân đăng đã mít câu sáu câu này anh được một chép rồi, tám câu kia thì biết là con là gì. Tí ngọ ngân đăng giá bích câu, bích câu xuống dòng thìn tuất yên mãn tự trung lâu, thìn tuất yên mãn tự trung lâu, thìn tuất yên mãn tự trung lâu xuống dòng dần thân hán địa siêu hài thấp, dần thân hán địa siêu hài thấp. Đấy, phải nhớ đấy, cần chốc phải chép chữ nho cơ, nó còn là gì cơ để mới biết. Siêu xài thấp, dần thân hán địa siêu xài thấp, thiêu siêu ấy. Đấy, thì cứ đếm hai chữ một, bây giờ phải tìm cho mình con này đáp gì đó này, phải tìm cho mình con này. Tí ngoại ngân đang giá mấy câu, thìn tuất yên mãn tự trung lâu, dần thân hán địa siêu xài thấp, siêu xài thấp, thấp có bộ thủy đấy, tí nữa dùng với đấy. Đây này, bây giờ phải tìm cái con này đáp nhá. Ví dụ như là đơn giản nhất là bây giờ là phải lấy cái tuổi các anh để mà tìm ra này. Đấy, ví dụ cái anh gọi là đáp chó, nhâm chó trước này, nhâm tuất này. Đấy, thì bây giờ đã nhâm tuất thì bây giờ anh lại đếm giáp từ tuổi này. Giáp ất bính đinh mậu thủy canh cân nhâm nó thuộc về con này đáp dần. Đấy, nghe chưa? Bởi vì đếm chữ giáp từ cái tuổi của mình đến cái hàng lấy hàng cam, đếm lại giáp ất bính đinh mậu thủy canh tân nhâm thuộc giáp dần. Bây giờ muốn biết là con anh biết con là giáp dần hay đọc ở trong kia dần thân này, thì cứ hai câu một này, hán hán địa địa siêu siêu xài tài thấp là mạng thủy. Chữ thấp bên này nó có cái như này này, đấy cái chữ nó là mạng thủy, thì chốc chép tí nó chép cái chữ này vào rồi sau thủy đếm hai câu một, cái này lại biết cái chữ non nữa, mà không biết chữ non chữ thấp thì viết chữ thấp ở trên này, đấy, thế xong bắt đầu là viết chữ thủy ở đây nữa này, thủy ở đây nữa này, đấy, thế nghe chưa? Thì nó viết ngay, thế xong bắt đầu là bây giờ mới chép được chỗ rồi nha, thế rồi là ví dụ như là hai nhà có anh kia là đi canh ngọ này, đấy, canh ngọ này thì bây giờ ra đếm giáp từ ngọ này, giáp ất bính đinh mậu thủy canh phần giáp tí này, xong này này. Tí thì giờ nhớ hai mấy câu này, tí ngọn ngân đăng này thì hai câu một này, ngân đăng đăng giá giá bích mạng thổ này, đúng rồi, mạng thổ không đấy, thế nó ra thôi đấy. Thế còn giờ đấy kia tân mão đúng không, thì kia tân mão thì kỷ mão kỷ mão hả, kỷ mão tân lâu quá. Kỷ Mão này, tân chữ được. Kỷ Mão này, đây là giờ Kỷ Mão đây. Kỷ Mão đây thì đếm từ Mão này. Giáp ất bính đinh mậu thủy con giáp tuất này. Thì ra là đếm ngược lại này. Thìn tuất này yên, yên mãn, mãn tự tự vẫn mạng thổ này. Đấy, nghe chưa? Thìn tuất yên mãn tự trung lâu dần thân hán địa siêu xài thấp. Đấy, nhớ câu này chưa? Đấy. Thầy, ừ. Ví dụ như là mình tới cái chỗ cái cung tuất đúng thầy, là mình đọc từ chữ thìn là thầy thìn tuất. Thìn tuất là thuộc của con này đáp thìn, hoặc con này đáp tuất thì đọc cùng một chung câu đấy. Vâng. Đến bây giờ tìm này, đọc từ tuổi hiện tại này, hàng can đọc từ hiện tại này, đến con này đến đây thì nó chỉ dừng vào đến cái tuổi của mình thôi. Ví dụ như là anh kia là tuổi Quý Dậu chẳng hạn, thì đây Quý Dậu đây, cứ đây là giáp này, ất này, bính này, đinh này, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý thì nó còn đến đây là hết tuổi Quý Dậu, thì nó thuộc rơi con giáp tí, thì nhớ cái câu kia giáp tí và giáp ngọ nó cùng nhau, tí ngọ ngân đăng thì ngân đăng đăng giá giá bích bích câu mình kim, đây phải nhớ được cái câu đấy, đọc hai câu một, anh ấy kiểm tra lại xem nào. Hiểu chỗ nào không? Hả? Đây là tìm mạng này. Được chưa? Cái chỗ này được chưa? Có nhờ hiểu không? Sẵn được rồi. Mấy cái bị rộng rồi. Hỏi thế nào? Chỗ nào không biết thì hỏi. Cho thêm mấy cái ví dụ đi thầy. Đây, ví dụ như là vậy, anh thử đặt ra ví dụ chứ. Ví dụ như cái gì? 21
21 tuổi, bây giờ phải từ cái chỗ này là không phải nói 21, phải tính là tuổi gì đã. Tân chó. Làm gì có tân chó. Con được rồi. Tân tị. Tân tị. Tân tị này. Tân tị này. Thì đếm từ 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 cung tị đâu. Giơ bàn tay ra. Đừng có rút bàn tay ra trước nữa. Tị đâu đây. Đếm này. Giáp. Ất. Bính. Đinh. Mậu. Kỷ. Canh. Tân. Đếm hết tân thì nó là. Nó tuổi tân tị thì chỉ đếm đến chữ tân thôi. Thì nó thuộc vào rơi vào đến đây nó rơi vào con này đã tốt này. Thì này thì tuất này thìn tuất này hai cái đát này đối với nhau này tí ngọ ra đối với nhau này đấy gần thân đối với nhau thì đát tuất này thìn tuất này thì có câu ở trong đấy này yên thìn tuất yên mãn tự trung lâu này yên yên mãn mãn tự tự trung trung thì nó rơi mình kim vì chữ trung này nó có chữ kim này đấy thì nó rơi mạng kim đấy nó vẫn thế thì phải đến để quay đến tuổi của mình. Nghe chưa? Cái tuổi nhân quan trọng chỗ đấy là cái ấy ấy là ông là mệnh hỏa mệnh kim ấn định của kim chẳng hạn đây này lấy cái tuổi của mình ngay cái tuổi của mình thế nào đây này với canh ngọ này hiểu không canh ngọ đâu đếm từ ngọ thế nào cái câu thơ thì nó lặp đôi lặp đôi lặp đôi ấy. À thì nó hai cái rồi có ba câu thì sáu cái còn giáp rồi nó gồm có lục giáp này có sáu cái thôi sáu cái thì nó gồm giáp tí giáp tuất này giáp thân này giáp ngọn giáp thìn này giáp dần canh ngọ đâu đếm canh ngọ thế nào giơ tay ra canh này giáp từ đấy giáp ất sao lại đếm đâu đếm nghịch kim đồng hồ cơ mà bính đinh đấy là thuộc cái chỗ hàng can ở đâu quan trọng nhất là thằng giáp ất bính đinh mậu kỷ vừa rồi bỏ chép thì cứ vân 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 ở đấy đếm thế nào đếm mồm thế nào giáp ất thế nào đấy con phải nhớ người ta phải thuộc giáp ất bính đinh mậu kỷ canh thân nhâm quý tý sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi càn cảm cân dân tôn ly khôn đoài được chưa? Siêu này
siêu nó có bộ hỏa mà sai này, thấp này, đấy, thần thân hán này, chữ hán này thì nó sẽ có bộ thủy này, thủy này, địa bộ thổ này, siêu này bộ hỏa này, sai bộ mộc này, thấp này bộ thủy này, đấy, thì đây nó có những cái này. Đấy, thế nhưng mà tí ngọ ngân đang giá các anh biết rồi thì các anh chỉ xem có cái chữ ngân này này, tí ngọ ngân này đấy, vì là nó khổ cái là nó chưa biết cái chữ có ông chưa biết ngân đang này đấy, giá này thì là bộ bộc này, thì là giá này. Đấy. Giá của bộ bộc, bích thì bộ thổ này. Đấy, bộ thổ dưới này. Nó đang giá cái câu này, câu có bộ kim này, nó lại về kim này. Đấy, thì đến đây thì cần lấy cái bộ này. Thì chốc là lấy cái đấy mà vèo chép vào. Nghe chưa? Để tính cái này. Tính ngọn ngân đang những cái này phải thuộc lòng đấy. Xong chưa, cái chỗ này là chép xong chưa? Chỗ này chép xong cái chỗ này chưa? Xong chưa? Thế bây giờ là trở lại cái kia để tính cái này này. Nhớ nhá. Tính cung cung sinh nhá. Sau này này, nó có hai cái tính này. Ví dụ tính cung sinh và tính cung theo cung phi. Cung phi thì nó lại nam riêng, nữ riêng. Mà 180 năm thì nó từ nó ba nguyên, thượng nguyên, hạ nguyên, trung nguyên. Ví dụ như mấy cái tuổi anh trẻ này là đang ở hạ nguyên này. Đấy, thế thì bây giờ nó có sách sẵn rồi, nhưng bây giờ mình phải cách, có cái cách để mình tính ra. Thế thì tính trung nguyên, thượng nguyên bây giờ là tính như này này. Tính trung nguyên này, xem ra mạ tính cái cung hiện tại này. Cái cung hiện tại này vẫn cái bảng nãy đấy, bảng 8 đấy. Can này. Khám này. Nó cứ bảng này nó cứ chạy nhỉ. Cấn này. Chấn này. Tốn này. Ly này. Khôn hoài này. Đây là bát quái này. Tính cho bát quái này. Thế này, nhất khảm này là một này, nhị khôn này, tam chấn này, ba này, tứ tốn này, ngũ trung này, năm này, lục can này, thất đoài này, bát cấn này, cửu ly này, chín cái. Nhớ cái này để nào chạy đàn, nhất khảm nhị khôn, nam bố đàn đây này, nhất khảm này, nhị khôn này, tam chấn này, tứ tốn này, chứ không phải là cứ lên thế này là ngoái đâu. Đấy, người ta muốn là người ta sẽ đi theo cái hình này này. Nhất khả về nhị khôn này, tam chấn này, tứ tốn này, ngũ trung này, lục càn thất đoài bát cấn cửu ly này. Nghe chưa? Đấy. Chứ không phải không. Đấy, thế bây giờ tại bát quái chép lên câu này. Chúng dòng này, giáp ký tầm lôi trung khảm cung, cách tính ra cung sinh, cách tính cung sinh. Cách tính cung sinh. Cách tính cung sinh. Cách tính cung sinh. Giáp tý tầm lôi trung khảm cung, giáp tý tầm lôi trung khảm cung, giáp tý tầm lôi trung khảm cung. Đấy rồi, xuống dòng này là ghi chú này, tuổi giáp tý khởi tại cung chấn, bởi vì nó có cái bộ lôi trên này. Tuổi giáp tý khởi tại cung chấn, tuổi giáp tý khởi tại cung chấn, cung chấn. Giáp tý tầm lôi trung khảm cung, nếu về trung cung lấy ở cung khảm, nếu về trung cung lấy ở cung khảm. Giáp tý tầm lôi trung khảm cung, nếu về cung trung lấy cung khảm.
Nếu về trung này này, nó đây này, nó về trung này thì lấy khảm này này. Nó về đây thì này, nó năm này. Nếu về trung thì cung thì lấy về cung khảm cho tí tầm lơ trung và cung. Giáp tuất càn vị ngũ ly đồng. Đấy canh dấu à? 1 này đến 2. Giáp tuất là nhớ cái câu đấy. Giáp tí tầm lôi trung khảm cung. Giáp tuất càn vị ngũ ly đồng. Ngũ ly đồng. Thế xứng rằng cái dòng thi chú này. Thế giáp tuất này càn vị ngũ ly đồng. Đấy. Tuổi ra con nhà giáp tuất khởi tại cung càn. Con nhà giáp tuất khởi tại cung càn. Nếu về trung cung lấy tại cung ly. Nếu về trung cung lấy tại cung ly. Để ợt cái này không tính được thì chết thôi. Nếu tại trung cung giáp tuất tầm giáp tuất càn vị ngũ ly đồng. Nếu về trung cung thì lấy cung ly. Thăng thử. Thế là giờ giáp thân này xuống dòng này. Gạch số 3 này. Giáp thân khôn thượng trung tam chấn. Cái này thì nó rất nhiều cách tính, nhưng cái quan trọng nhất là người ta tính như này, người ta có cái này để sau này tính nó không nhầm. Để sau này chính là số tử vi nó không nhầm. Chứ còn nếu như mà tính mà cả số tử mà tính theo kiểu mà cộng bây giờ 1 2 3 thì giá trị số thì nó nhanh, nhưng mà sau này các anh không sang được tử vi không tính được. Giáp khôn. Giáp tí tầm lôi cung thẩm giáp tí tầm lôi trung thẩm cung giáp trần bất cả vị ngũ ly đồng. Giáp thân khôn thượng trung tam chấn. Giáp thân khôn thượng trung tam chấn. Trung tam chấn khôn thượng. Thế xong bắt đầu xuống rồi là xuống này, cái đầu dòng này. Tuổi giáp thân khởi tại cung khôn. Tuổi giáp thân khởi tại cung khôn. Trung cung thì về chấn, nếu nó gặp vào cái số 5 thì về chấn này. Về chấn. Giáp thân khôn thượng trung tam chấn. Nếu như mà đây chữ tam chấn thế này, nó về số 5 này thì nó không có gì thì người ta lại lấy ở trong kia kìa. Tuổi giáp thân, tuổi là con là giáp thân, đây là gọi là con nhà chứ không có tuổi giáp thân. Con là giáp thân khởi tại cung khôn, nếu về trung cung lấy tại cung chấn. Lấy tại cung chấn. Xong xuống dòng 1, 2, 1, 2, 3, này, đến 4 này. Giáp ngọ tầm ly trung cấn cung. Giáp ngọ tầm ly trung cấn cung. Tầm ly mấy ngày mới này thôi. Thế còn cái thằng ấy kia là mai trả đến thì mai là kệ đấy. Nhưng loạt mới này thôi chứ còn là những cái anh kia là không nọ học hết rồi. Trung cấn cung. Thế giờ này cũng này, giáp ngọ tuổi con là giáp ngọ khởi tại cung ly, trung thì về cấn. Tầm ly trung cấn cung, thông chưa? Cái giáp ngọ khởi tại cung ly, trung thì về tại cung chấn, cấn cung. Thế giờ đến này, nam này. Giáp thìn này, giáp thìn tứ tốn trung đoài vị. Học thuộc cái câu này đấy. Có mấy cái câu này nó mới ra hết, chứ còn không có mấy cái câu này nữa. Giáp thìn tứ tốn trung đoài vị. Thông thoáng cho tôi, chỉ có một tiếng là tôi đi đấy. Giáp thìn tứ tốn trung đoài vị. Thông chưa? Tứ tốn trung đoài vị. Giáp thìn khởi từ tốn cung. Trung thì cung thì về đoài. Giáp thìn tứ tốn trung đoài vị. Giáp thìn. Cái này này anh Đạt này, phải chú ý cái này, tí nó tính để tìm được cái hướng văn xương đấy. Tí nó phải tìm văn xương cái thứ nó ở cái này đấy. Theo thiên ta thì theo họ thiên văn quái thôi. Trung về đoài. Trung về đoài xong chưa? Tuổi giáp thìn khởi tại tốn cung, trung thì về đoài. Trung cung về đoài.
xong bắt đầu xuống dòng này, sáu này, giáp dần ra cấn ngũ khôn cung, giáp dần ra cấn ngũ khôn cung, giáp dần ra cấn ngũ khôn cung. Cung cung đáp dần khởi tại cung cấn, trung cung là số 5 để về cái khôn là số 2. Nó đi chơi chéo không đọc hết, mà nếu mà tính ý là nó nhanh lắm. Mạng là anh chưa, anh Hiếu tính được cái mạng chưa? Đó rồi. Ở cái này tính được chưa? Đi xét chịu. Đáp dần ra cấn ngũ khôn cung, năm về 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 khôn xong như nào. Thế bây giờ là bây giờ các anh phải tìm cái con giải đáp gì đã này. Ví dụ như là anh canh ngọ này, đây là cung sinh rồi nhá, canh ngọ này thì khởi này, giáp ất bính đinh mậu kỷ canh còn giáp tý, thế giáp tý cầm đôi này, thế này giáp này, đấy giáp này, ất này, bính này, đinh này, mậu này, kỷ này, canh. Nếu cung sinh là anh ở ly cạnh đấy, nghe chưa? Đấy thì đấy các anh chép cái là cứ theo số này, một này, hai này, nhất khảm nhị khôn, đây là đọc theo hậu thiên bát quái, nhất khảm nhị khôn tam chấn tứ tôn ngũ trung lục càn thất vài bát cấn cửu ly, hãy đọc là đây là hậu thiên bát quái, là đọc như thế. Thế bây giờ các anh này muốn tính trạch, ghi vào muốn tính trạch, tìm xem tuổi mình con giải đáp gì. Muốn tính trạch tìm xem mình con nhà đáp gì, con nhà đáp gì. Phải khởi xem lại sáu câu thơ trên, xem lại sáu câu thơ trên, sáu câu thơ trên. Khởi hàng can chữ giáp, từ cung đó khởi hàng can, phải hiểu nó là các anh còn chưa hiểu can là gì, địa chi là gì. Khởi hàng can chữ giáp từ cung đó thuận theo hậu thiên bát quái đến hàng can tuổi của mình là ra trạch, đến hàng can tuổi của mình là ra trạch. Đấy, thế bây giờ nhá, và anh kia là kỷ mão đúng không? Đây là kỷ mão còn được đáp gì thế này, phải biết là kỷ mão còn được đáp gì thế này. Hả? Kỷ mão này bây giờ đây, giáp ất bính đinh mậu kỷ còn giáp tuất. Đấy, giáp tuất càn vị ngũ lên đồng này, giáp này, ất này, sáu này đến bảy này, đây là cứ lên số mà, giáp ất này, bính này, đinh này, hết rồi thì mậu kỷ anh vừa ở khôn trạch, tuổi giáp tuất là khôn trạch này. Đấy, nghe chưa? Thế còn giờ là anh Quý Dậu chẳng hạn thì phải nhớ này, giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý ở con giáp tý, giáp tý tầm lôi này, giáp ất bính đinh mậu kỷ canh hết rồi nhá, thì tân nhâm quý anh phải trấn trạch. Đấy, đây là cung sinh thôi, chứ còn là cái cung phi nó lại khác, con gái riêng con trai riêng, đây là cung sinh. Thế Quý Dậu này, đấy, thì là như thế. Đấy, thế cái cung sinh này để nó tính, nó áp cho những cái tính... Tí nữa nó quá rồi. Đấy, thế là cung sinh, ví dụ như anh Nhâm Tuất thì con là đáp gì nào? Tính thế nào? Mấy cái đầu, 10 cái đầu này, anh không tính như thế nào nào? Đáp, con là... Tính thế nào? Thế là con đáp gì đó? Vì cái này nhá, sau này cái chỗ này đáp thì chỉ cần tính cái con hàng đáp, đáp tính lộn lại là ra nhà đinh, thế là gọi là... và là nó ra đinh thằng giáp thằng đinh luôn để mà ấy. Đấy, giáp này nhâm tuất này, giáp này ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm còn giáp dần, đọc lại này, giáp dần ra cấn ngũ khôn cung này, giáp này ất này, bính này, đinh này, mậu này, kỷ canh tân nhâm ra nhâm tuất ở loài tệ. Đấy, xong chưa?
dần thì phải nhớ câu nữa, giáp dần giáp cấn thì giáp dần khởi đâu? Khởi từ thấy đây giáp dần đây, giáp dần khởi cấn. Ừ, thế đây nhá, thế giờ ra giờ giáp dần khởi từ cấn thì giờ đếm chữ giáp từ đầu nhé, đến chữ 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 nhâm của nó nhé. Giáp này 8 này, thằng chín đến 9 đúng không? Giáp này, ất này, xong bắt đầu ra lại về 1 này, vì nó không có 10 rồi. Giáp này, giáp ất này, bính này, đinh này, mậu này, kỷ, canh, tân, nhâm thì nó về 7, về đoài đấy. Được chưa? Thế thế còn là có anh kia tân não này, tân tị này, tân tị này thì con này đáp gì? Giáp này, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tuân, con này đáp tuất. Giáp tuất thì giáp tuất là gì? Càn vị ngũ ly đồng. Giáp tuất này, giáp này thì khởi được cung sáu này, giáp này, ất này, bính này, đinh này, đấy, mậu này, kỷ này, canh, tân là tốn đại. Đấy, xong chưa? Cái này hiểu chưa? Được rồi, thầy. Nhưng mà phải nhớ nhá, cái này nó không nhớ mấy cái câu kia không được đâu. Đấy, đấy. Như giáp tý tẩm lôi trung khảm cung giáp tuất càn vị ngũ ly đồng giáp thân khôn thượng trung tam chấn giáp ngọ tẩm ly trung cấn cung giáp thìn tứ tốn trung đoài vị giáp dần gia cấn ngũ khôn cung. À đấy, thấy là bắt đầu giờ thuộc cái này rồi nhá. Thì bây giờ đấy, cái nhất khảm nhị khôn tam chấn tứ tốn này thì tí viết lại bây giờ này. Này viết luôn cái cách tính xác định tuổi kim lâu này, giờ cứ cãi nhau kim lâu rồi này, mẹ chết dở chứ không phải không được. Đây này, số 1 đặt ở đây này, 2 đặt ở đây này, 3 đặt đây này, 4 đặt đây này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Đấy, thì bây giờ nó tính cái tuổi kim lâu thì này áp dụng cho cả hai cái này, kim lâu 1 này, 1 là kim lâu này, 3 là kim lâu này, 4 là 6 là kim lâu này, 8 là kim lâu này, 1 là kim lâu bản mệnh này, 3 là kim lâu phu thê này, 6 là kim lâu tử tức này, cái 8 là kim lâu về tài bạch với lại huynh đệ phụ mẫu các thứ đấy, thì tính như thế. Bây giờ mình xác định tuổi kim lâu này. Để nguyên cái bảng vừa rồi, việc gì phải kẻ đi. Thế là số 1 quá rồi. Năm số 1 thì viết năm đỏ đi. Viết số 5 nặng chứ không? Đấy. Tính cách của tính của kim lâu. Chỉ cần cộng mà nói thật ra cái này thì cần cộng qua cái xong ngay gì đâu cái anh. Con biết thầy. Thầy thầy lấy khóc trên nặng không được thủ. Thầy mẹ rơ. Thầy mẹ cái này là cái bài này làm bài tính kim lâu. Tính kim lâu. 1 2 3 4 5 lên xem. Nhiều. Thế thì xong chưa? Dạ xong. Thế tính kim lâu thì bây giờ chỉ cần mỗi thế này. 2 tuổi là có biết kim lâu không này? Lấy số tuổi. Lấy tuổi cộng vào nhau. Không vượt qua 10. Qua 10 thì lại cộng lại. Thì cộng lại tiếp lại. Đây nhá. Ví dụ người ta bảo là tôi năm nay là tôi 56 tuổi này. 56 này thì là lấy 5 này cộng với 6 này bao nhiêu? 1 cộng bằng bao nhiêu? 1 hả? 2. Bằng bao nhiêu đấy? 11 này, 11 thế đấy mà nó chưa, nó vượt qua 10 thì lại phải lấy 1 này, cộng 1 này, bằng 2 nó không phải kim lâu này. Đấy, thì là 2 nó không phải kim lâu nhưng nó cứ rơi vào 1, 3. Thì cái câu mà 1, 3, 6, 8 kim lâu làm nhà cưới vợ chậu trâu thì đừng không biết là cứ nuôi 3 với lại cứ bỏ năm nay tôi 23 tuổi là kim lâu. Chính 23 cộng bằng 5 nó không kim lâu. Thế được, thế thì cái này nó áp dụng cho cả kim lâu âm, kim lâu dương thì như thế. Nhưng nếu mà biết tính là thì cái tuổi 56 đây này, 10 này, 20 này, 30 này, 40 này, 50 này, 51 này, 52, 53, 54, 55, 56 thì nó lại về 2 này. Đúng không? Thì không phải cộng nữa nhưng mà cộng cho nó nhanh. Chứ còn bây giờ này, không tái ghi luôn để cái gạch nó đau này. 10 khởi tại cung khôn. Nghe được, muốn cộng thì cộng, muốn làm 10 khởi tại cung khôn, thuận kim đồng hồ. Người phải lại không thua thận kim đồng hồ nghe chưa, đến tuổi của mình đại số cái đại số với tiểu số liên tiếp, đại số tiểu số liên tiếp đến cung đến tuổi của mình
nó cứ không rơi bốn cái góc này này, nó động tàng động, nó giống như kiểu cái kia cái tính sao tí nó tính thua sao luôn cái lối này, nó không rơi vào mình, không chưa. Thế bây giờ nhá, đây đây đấy là cái cách khởi đây nhá. Ví dụ năm nay này, ví dụ như anh kia là đi bao nhiêu tuổi? 20 này thì không phải cộng đấy này, 10, 20 nó rơi loại luôn. Thêm mà 2 là 20 thì nó cái số không không tính là chỉ lấy số 2 thì nó rơi lên luôn này. Thấy chưa? Đấy. Và anh này 30 này thì là năm nay là nó 29 này, 2 cộng 9 bây giờ lại phải cộng vào đã này, có hai cái này, 29 này thì 2 này cộng 9 này bằng mấy? 11 này, thế bây giờ lại cộng tiếp này, 11 1 cộng 1 này bằng 2 này, thì bây giờ anh đến luôn đây nhá, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 nó vẫn về 2 nhé. Đấy, thì khỏi phải cộng, thì là cứ cái này cộng được mà đếm được tùy. Thế thì nó rơi vào 1 này, hay nó rằng 1 là kim lô bản mệnh, 1 kim lô bản mệnh, 1 kim lô bản mệnh. Hai kim lô phu thê. À ba kim lô phu thê. Nó cứ rơi có bốn góc này mà. Năm sau còn lấy vợ được thầy. Kim lô phu thê là người ta lại gọi là nó hại cái gì chứ còn lấy vợ người ta tính kim lô người ta đây mình chỉ tính là làm nhà thôi, với lại con trai thì tính làm nhà, con gái thì tính làm mấy, con gái thì tính lấy vợ lấy chồng. Ba này. Sáu thì kim lâu tử tức là hại con cái, nếu mà làm và đuôi năm làm nhà nó là đuôi một thì nó hại chính bản thân mình, thì cái chỗ mà Dương Trạch nó có nói cái câu mà nếu mà làm nhà mà ví dụ năm này tháng này ngày này mà làm nhà thì là sau bao nhiêu năm thì chính cái tuổi làm nhà chết hoặc là làm sao thì ngày hôm nọ đã học rồi, nghe chưa. Một này, sáu kim lâu tử tức này, tám kim lâu tại bạch, thế năm mà làm năm là đuôi tám là như thế. Không tuổi mà đã tài bạc là hại tiền bạc. Hại tiền bạc, nhưng mà cái quan trọng nhất là có những người là nó lại hại ngay năm nay, làm xong hại ngay, nhưng có những người gọi là vài năm hoặc 3 năm nó có định lượng là nó vượt qua một giáp. Đấy, là 12 năm, có nghĩa là có những người tính là 8 năm là đã bị phá sản. Và có người 5 năm, đấy là cái hôm nọ học Dương Trạch, là cái chỗ Dương Trạch. Nhưng các anh hôm nọ thì mới thì hôm nay mai bắt buộc phải học lại một nữa cái chỗ đấy. Nhưng mà đây là giờ các anh học là học đi thế thôi đấy, nhớ nhá, thì chỉ cần khởi tuổi đây này đấy. Thế ví dụ như là anh kia năm nay 26 tuổi này, 26 này, thế là lấy 2 này cộng với 6 này bằng 8 này, đấy năm nay là rơi vào tài bạch đây, nghe chưa. Thế thì bây giờ nếu mà cộng thì nó bằng 8 rồi nhá, mà không cộng thì này 10 này, 20 này, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 đấy. À, 26, 10 này, 20 này, 21 này, 22, 23, 24, 25, 26, rơi vào 8 kim lô tài bạch. Nghe được chưa? Đấy. Thế là cùng cái bảng này này, thì lại trở lại cái lúc hôm nay để tính cái văn xương này. Đấy, giờ về thế nào? Mấy cái anh kia cười đi vào, anh Việt anh viết cái thư đi vào. Cái văn xương này nó có hay này là lại nhất cảm này, lại 1 này, 2 này, nhất cảm nhị khôn này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Tính văn xương này, văn xương bao giờ là số 4, để là đến mình nào đến để xem cái tuổi của nó là xem là lần đầu tiên là phải xem văn xương sang nó ở đâu ra. Văn xương của năm này, văn xương của tuổi này. Bây giờ giả dụ có cái đứa nó hỏi tôi thì là thầy xem là năm nay cháu đi học chẳng hạn, thì muốn lễ cho các cháu để đi học thì giờ nó có một cái lễ để trước khi lên đi học ấy, thì lễ của văn xương ấy, thì là để cho học hành nó tốt ấy, thì là lễ quay hướng nào. Thế mà trong cái này thì văn xương người ta quay cả bàn học chẳng hạn, thế rồi là cái phòng làm việc đặt các thứ. Theo như đây cách tính của chúng tôi học của người Tàu thì nó có hai cách tính. Một là văn xương tính theo về thiên tiên bát quái và hậu thiên bát quái, mình thì là thường thường đang theo về hậu thiên bát quái thì phổ biến thì cứ theo cái này. Thế còn cái thiên tiên bát quái thì nó cũng như thế, nhưng mà đếm như thế. Văn xương bao giờ số 4 này đấy.
tìm trước hết là tìm ra mình con là thể gì đấy, tìm ra mình chạy gì đấy. Cái đầu dòng trước hết phải tìm xem tuổi của mình trạch gì. Trước hết phải tìm xem tuổi của mình trạch gì. Xong. Từ trạch đó. Từ trạch đó. Từ trạch đó. Khởi. Từ 1 cho đến 4. Cái chỗ này tạch nhá. Khởi từ 1 đến 4 thì văn xương ở phương đó. Thì văn xương ở phương đó. Văn xương ở phương đó. Phương đó. Chú ý, hướng dòng này, chú ý tạch này là cung phi cơ. Tạch cung phi ấy là có nghĩa là cái tạch mà tính theo thượng nguyên, hạ nguyên, trung nguyên cơ. Trên tính theo cung phi. Ừ, chú ý tạch tính theo cung phi. Thế tháng năm đây này, tháng năm là nó là bình địa tạch mà nó là gì? Tháng năm là gì nè? Nó ghi vào đây. Tháng năm năm Kỷ Hợi này, Giáp này, Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Luân Dập. Địa không? Hả? Kỷ Hợi mà xem nó tạch gì ấy. Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ con là Giáp Ngọ này, Giáp Ngọ Tầm Ly Trung Thẳng Cung này, Giáp này, Ất này, Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Trung Thẳng Cung. Đây, tháng năm là nó thuộc khảm này. Tháng năm thuộc khảm này thì từ thuộc khảm này nhá, đếm này. Một đâu? Xem số 4 về đâu? Một này, hai này, ba này, bốn này. Sang năm cái hướng văn xương thì nó ở cái chỗ này. Tốn tị đây. Từ tháng này mở xem nó hướng bao nhiêu từ bao nhiêu độ. Tị nó bao nhiêu độ? 120, 50, 50. 120, 50. Bao nhiêu? 120, 50. 50 ở đây là 120 gì? 120. 120 này. Đến 1 này, 30 gì? 50 rồi. Thế thì bây giờ ý, chia cái độ này ra làm giữa ở cái chỗ nào thì cái văn xương ở cái chỗ đấy. Nghe chưa? Đấy, thì chia đôi là văn xương đấy như thế. Đấy, đấy là người ta tính thượng năm. Thế là sang năm các anh mà ví dụ hôm nào nhập trường là ở nhà và có chuẩn bị đi lễ là phải quay theo hướng văn xương để đi lễ để nó có cái đầu năm thì nó có hai cái lễ này. Một là cái phong tục lễ giao thừa này, hai là những người đi học đi hành quan chức người ta phải lễ theo văn xương. Lễ theo văn xương này nó có ứng dụng ở sau này này, khi mà vào mai này có giảng vào cấp khác ấy, nó có cái khi các anh mua cái ấn ấy, nghe chưa, mua cái ấn về, cái dấu cái ấn về thì phải lễ Ngọc Hoàng xuất cấp ấn khoa. Thế xong bắt đầu là quay về hướng văn xương để thỉnh cái ấn này thì đó mới linh thiêng. Thế thì sang anh trong tuổi anh văn xương ở đâu? Thế bây giờ là dụ năm nay là ví dụ anh cái anh này, anh Ngọ này. Giờ đây là tính của năm nhá. Cái Ngọ này. Nghe chưa? Thì là năm nay 29 tuổi này, 10 20 30 40 10 20 30 10 20 21 là 2 3 4 5 6 7 8 9 19 nhất khảm này. Nếu mà tính theo cung phi của anh này khảm đại cơ. Đấy. Từ khảm tại chưa thì khảm này thì 1 2 văn xương của anh là lúc nào nó cũng ở cái tuổi canh ngọn, văn xương lúc nào nó ở đây rồi đấy. Số 4 này đấy. Thế còn giờ xem là anh cái 26 này, 10 20 21 22 23 24 25 26 nhất khảm thì con tâm tấn tu tốn trung lục cảm sát đoài đấy. Đoài đây văn xương của anh khởi từ đây cơ đấy. Đoài này nếu mà có anh theo cung phi này thì là tuổi Quý Dậu thuộc đoài chẳng hạn, nghe chưa? Quý Dậu này thuộc loài tạch này đấy. Thế khởi văn xương ở đây, 1 này 7 rồi thì 8 đâu, 1 này 2 này 3 này 4 này. Văn xương của anh nó ở Bắc Phương cơ, chính Bắc Phương cơ. Khám này bắt rồi Bắc Phương này đấy. Thế thì sau này đấy, cái bạn học anh còn cái tuổi này lúc nào cũng song song phải quay về hướng Bắc nhìn sang văn xương thì nó mới tốt. Để cái bàn thờ quay
Không, bàn thờ nó quay làm sao bàn thờ nó phải treo sinh khí đi. Đây là chỉ có đây là chỉ ứng dụng vào sao văn xương để lúc đi học hành thôi. Chứ còn là lễ văn xương với nó vào trong lúc lễ một khi mà mình có cái đàn để mà mình mua cái ấn về đấy, mua cái ấn Tam Bảo hoặc ấn Ngọc Hoàng hoặc là cái ấn gì về mình phải lễ cái khoa xuất cấp ấn, xong bắt đầu mình quen hướng văn xương để đóng thì nó mới được. Nghe chưa? Hoặc là bây giờ giả dụ như là nhà anh các con chuẩn bị là nhập trường chẳng hạn đó, giờ năm bảo xem ngày đã đi mẫu giáo chẳng hạn, rồi xem ngày đi đại học chẳng hạn, thì có cái lễ quay sang cái hướng này để lễ trong văn xương để ông phù cho mà đi học. Nó chỉ đến cái sau văn xương này chỉ ở trong trong công việc học hành thôi, chứ còn là sao như lúc nãy cái chỗ mà gia đạo hôn nhân các thứ hoặc là cái gì thì muốn gọi là vợ chồng mà yêu nhau nhiều thì đặt cái giường ở chỗ mộc dục ấy, trường sinh mộc dục quan đới lâm quan đế vượng suy bệnh tử mộ tuyệt thai lưỡng, đặt là mộc dục với hoa cái các thứ thì là nó tốt. Như nhỉ? Là cái như thế mộc dục ngộ mộc nguồn mộc dục ngộ hoa cái đa dâm ở trong tử vi người ta nói như thế, hay sao đấy? Thế đi, tính chỗ này được chưa? Từ cái chỗ tuổi của mình, từ cái chỗ gạch của mình đến từ đấy cho đến số 4 là văn chương đến. Vì văn chương cho rằng ở số 4. Thế cái anh kia là bao nhiêu? 52 tròn thế. Ờ. Thế là đi về kỷ mão bảo à? Kỷ mão này. Thế mà đi 20 tuổi này. 120 nhất khả năng được khám bệnh này. Đấy. Cái khám này này thì khám đâu rồi? Thì 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, anh đấy, văn chương của anh nó vẫn ở đấy. Đấy. Hả? Thì là chính theo cái văn chương này như thế. Tại nào? Nhớ cái này không? Còn chậm một chút thôi. Chậm. Mà đây con đang nhập cái câu kiểu này nói. Cái câu mà thầy nói cái gì mục gì thầy đấy chả không thầy nói gì không được không cái đấy vậy là cái khu đấy là nó là thổ à thầy đúng không cái gì cái rồi mình đặt cái giường ngay ở khúc thổ đúng không, chứ người ta phải đa dương hệ thận hệ thận là thủy thì chỗ đấy thì nó lại khác chấn cái này sang đi học thôi sang đấy chán để phải đi học rồi bây giờ là phải ý dĩ câu tử rồi ngục thung dung rồi là rồi là về các cái món thuốc thuốc hôm nọ các anh không học cái bảng quy luật hôm nọ nó khác ta gọi lại cái bảng quy luật thì nó làm sao quy luật âm dương như thế nào với lại nếu mà đi cung kết thì đông phương giáp ất mộc nam phương binh đinh hỏa tây phương canh tân đấy các anh biết rồi thế giờ thì thế bây giờ là tốt nhất là như này này nhớ cái câu nhất khả nhị khô chưa nhất khả nhị khôn đấy chơi chỗ này phải tính ra đây này tính này tính tạch theo cung phi tính tạch theo cung phi rồi cái bảng đi.
Cái nhà ai? Cái dưới nhà này. Cái gì? Trượt trượt xuống dưới được không? Tại để đá bỏ mở nhiễm là chiều là tối cả thế nhiễm. Nãy nãy thấy bảo đi Nam từ gì từ nãy rồi. Nam khởi 9, khởi 6. Thả biết đấy chứ mấy ngày đó cũng là đàn là có chín đến năm sáu chín nhiều. Chết thế này, này. Sớm vào bệnh viện tâm thần dạ. Thế tôi về nhà luôn. Không, đỡ. Em đang đùa. Bác căng thế nhé, em đang đùa. Được đùa. Học chơi chơi mà học, đúng không bác? Nếu mà mình có tính gì không, nói chung là học thầy đọc. Chữ thu dần. Đây là thầy nói cho mà chưa đọc công thức mà. Đừng tính nhé. Không, phải ngâm dữ lắm đấy, chứ phải dễ ra. Trong sách anh đọc không ra được thế này, đọc nhiều không? Mà đọc cũng biết mệt luôn đấy. Trên mạng nó chỉ cái kiểu mà hiểu như giáp ất, một, vì hình 2, 3, 4, cái tính ra tuổi nên cực. Nhưng mà có dụng ở trong tuổi đi. Nhưng mà đừng học cái kiểu đấy, cái nó gọi đa thương luận một đấy. Đừng gấp mà học thêm cái kiểu đấy. Cách tính là đơn giản nhất đâu. Học cái thầy tương tự nó may mốt quá. Chụp cái gì nhé? Cái gì? Có không? Không. Cái này tiếp khách cô già chán lắm. Cả hôm đến tàu. Thầy là nước. Chức tắc. Về số mít phải chấp nhận. Đấy, mày thầy bảo cái vấn đề 10 năm trước thầy chưa nói thì thầy nói thì bây giờ cũng bận nữa. Cái đọc phát chết hết rồi. Đấy nhá, khởi từ đây nhá. Nam năm nay là khởi từ đây này, nữ khởi từ đây này. Thì bây giờ cứ không cần hỏi anh sinh thượng nguyên, hạ nguyên, trung nguyên gì nữa. Ví dụ nếu mà đây này, có cái bảng lập thành sẵn ở trong quyển này rồi. Thế nhưng mà bây giờ này, nếu mà nhớ được từ đây thì khỏi phải nhớ một nhớ 180 năm này thì chết. Thi từ năm 1900 bao nhiêu này, là nó ra đây này. Thi từ năm 1863 đến năm 1924 là thuộc thượng nguyên. Thế người ta lại như ông Lê Quy Đôn hôm trước ông biết để nhất tứ thất cung đoài nhị cũng bát cung nữ thì nam thuận nữ suy thì là nam thuận nam nghịch nữ thuận đấy thì là tính nó lâu nó lằng nhằng lắm, bây giờ phải tính theo cách mới để cho nhanh. Thế còn là sinh từ năm 1924 đến năm 1984 là thực trung nguyên. Thế còn là từ năm 1984 cho đến năm 2024 đến năm 2044 là thuộc hạ nguyên thì mấy cái anh trẻ này đang thuộc hạ nguyên. Thì bây giờ anh chỉ cần tính như này, giơ bàn tay lên tính này. Ví dụ năm nay anh này 29 tuổi này. Đại số cách tiết, đại số tiểu số liên tiết luôn này, 10 này, 20 này, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 nhất khảm anh được khảm luôn. Đấy. Nhị khôn này, nhất khảm nhị khôn tăng dân tư tốn này. Đấy, còn anh kia 26 này, 26 này thì 10 này, 20 này, 21 này, 23, 24, 25, 26 này. Thất đoài này, 26 là đoài rạch này. Đấy. Nghe chưa? Là nó đang luôn. Đấy. 10, 20. Ừ. 21, 22, 23. 24. 24, 25, 26. Đoài rạch 7 nó về số 7 là đoài rạch. Thì mình nhớ cái chỗ nhất khảm nhị khôn tam tấn tứ tốn ngũ trung lục càn thất đoài bát tấn cửu ly. Nhớ cái câu vừa rồi chưa? Nhớ rồi. Thế đọc cái gì nào? Nhất khảm nhị khôn. Nhất khảm nhị khôn tam chấn tứ tốn ngũ trung. Nhưng mà đấy là đọc, đấy là phải đọc nhất khảm nhị khôn tam chấn tứ tốn ngũ trung lục càn thất đoài bát tấn cửu ly. Nó vòng này đây đấy, giờ lại vòng đi theo kiểu này. Đấy, nghe chưa? Thế bây giờ nhá, cùng cái tuổi 29 này nhá, mà đây là con trai nhá, khởi đây nhá, con gái này 10 này, 20 này, 30 này, 10 này. 20 này, 21 này, 22, 23, 24 này, 25, 26, 27, 28, 29 này. Đấy, thế thì nó là nam thì là khôn, nữ cấn. Nếu mà rơi vào cái trung cung này thì nam là khôn này, nữ cấn này. Thì là nó lại cấn trạch hơn chẳng hạn đây. Nếu mà rơi vào trung thì nam là khôn này, nam là về khôn này, nữ cấn này, biết là. Đấy, biết ra rơi vào trung cung nam khôn nữ cấn, rơi vào số năm thôi kìa thì nam phải khôn nữ cấn.
cấn, em khôn được cấn. Đấy, bây giờ cái anh kia là đi 20 tuổi, đúng không? Dạ vâng. 20 tuổi thì 1 với 20, nhất khảm luôn này. 20 tuổi thì 1 là khảm tạch luôn này. Đấy, đúng không? Còn anh kia 37 này, 10 này, 20 này, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 này. Anh này 37 tuổi này, ly tạch này. Đấy. Thế này, nhưng mà này 20 này, 20 mà tính theo con gái. Này, 20 mà tính con gái này, 10, 20 này là con gái là cấn tạch này. Thế thế nó mới con nam con nữ chứ. Thế này là tính theo ấy này. Thế, thế trong 37 này tính nữ này. 37 này thì là 30 này, 20 này, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 6 này. Lục can này. 37 can sạch này. Xin gái 37 can sạch. Được chưa? Nhất khảm độc, nhất khảm nhị khôn, tam chân, tứ khôn, ngũ trung, lục can, thất đoài, bát cấn, cửu ly. Đọc như thế. Xong cái này chưa nào? Bài thật xong. Hả? Chiếu cái này chưa? Thế là cái anh này là gì? Cái anh này là gì tại? Con á? Ừ. Con nữa là nhất khảm. Thế tao cũng đếm thử cho nào? Đếm cho nào? Thì đây là chúng ta chỉ nó. 20, 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 20
nhớ được cái chỗ này chưa này? Thế làm nốt cái chỗ này đi rồi tôi đi đây. Làm nốt cái chỗ này. Thầy cho con hỏi 1 triệu. Thế như thầy đã cái hỏi cho con xương lúc nãy, thế nếu như cái người cái chạy khôn, chạy khôn thì bây giờ tính ra 1 ở khôn, 2 ở trấn, 3 ở tốn, 4 ở trung thì cái tướng văn xương thì nó ở chỗ nào? Không phải hương văn xương, cái này không tính văn xương, văn xương. Tính văn xương. Văn xương thì trung, thì nam thì là lại cứ về nam thì về khôn, trung nữ thì về cấn. Chấn này, tứ tốn này, ngũ trung này, lục can này, thất đoài này, bát cấn này, cửu ly này, nó chạy theo kiểu chạy đàn đấy. Nó chạy theo kiểu này nhé, khảm nhĩ khôn, thân chấn, tứ tốn, ngũ trung, lục can này. Thế bây giờ các anh mình ghi này, cái kim, cái sinh để tí mà về đôi tuổi này. Đây này, nếu biết, biết ông sẽ biết, biết ông qua sao vàng, cần biết thế này là nó ra ngay, vòng quanh này, kim này. Kim là sinh thủy này, thủy sinh mộc này, mộc sinh hỏa này. Hỏa sinh thổ này, thổ sinh kim này, đấy nó đi theo vòng chiều kim đồng hồ bên ngoài sinh nhau này, còn đi vòng này khác nhau này, đi vòng theo cái ở trong thì khác nhau này, kim sinh thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, nó đi theo cái vòng bát quái này thì là nó vòng ngoài này là sinh này, còn vòng trong này kim khắc mộc này, cái mộc khắc thổ này, thổ khắc thủy này, thủy khắc hỏa này, hỏa khắc kim, đấy là như thế. Chỉ cần chẻ mỗi ông sao vàng cái là nó ra được ngay. Biết là kim sinh thủy. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Kim sinh thủy sinh mộc. Mộc sinh hỏa. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, thế là xong. Rồi chẳng là kim khắc mộc này, kim khắc mộc này, mộc khắc thổ này, kim khắc mộc này đánh dấu ấy. Kim khắc mộc khắc thổ, thổ khắc thủy này, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, đấy nha, nó đi vòng trong ngoài này, đi theo vòng ông sao vàng này, kim sinh thủy này, nó chỉ có mỗi cái ai vẽ được cái ông sao vàng này là nó đi được ngay thôi thì đâu. Cái. Nhưng mà cái quan trọng nhất là tất cả thứ nó bắt nguồn từ cái này này, vẽ sao vàng này, đấy, vẽ sao vàng này cái là được này.
là đấy nó ra cái ông sao vàng năm cánh nữa. Nếu không rồi không đi tôi tạm thời xu cái này để tôi đi có việc đấy, sáng mai học tiếp.